thưa quý vị sau đây là công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền trung của thủ tướng phạm minh chính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và thành phố đà nẵng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an những ngày qua tại khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi tới trên 750 mm. Đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô, kèm theo rông lốc và sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa và đặc biệt là thiệt hại ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản, nhất là tại các tỉnh Bình Định và Phú Yên. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tài diễn biến phức tạp khó lường, Mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ nghèo, khó khăn, gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tập trung sửa chữa lại nhà cửa, gia cố lồng bè, trục vớt tàu thuyền, xử lý môi trường sau lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kịp thời bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân, tổng hợp thiệt hại và báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ theo thẩm quyền bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện bảo đảm vận hành khoa học hiệu quả an toàn tuyệt đối cho công trình và góp phần cắt giảm lũ cho hạ du trong đó lưu ý là phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền